Thưa quý vị và các bạn, trận lũ lịch sử xảy ra vào đầu tháng 10 năm 2013 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, trong đó bị thiệt hại nặng nề nhất là thị xã Hoàng Mai. Sau lụt, cùng với sự nỗ lực của người dân, cùng với sự đùm bọc sẻ chia của toàn xã hội, người dân thị xã Hoàng Mai đang dần gượng dậy. Tết năm nay vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhưng ở Hoàng Mai, người dân vẫn cảm thấy Tết ấm bởi họ nhận được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội. Bão tiếp nối bão, lũ chồng lên lũ. Những dấu tích của cơn lũ lịch sử trong tháng 10 năm 2013 vẫn còn hằn rõ ở đây. Không ai nghĩ vùng này đã từng bị nhấn chìm trong biển nước. Nước lũ rút, người dân đứng dậy bắt tay vào sản xuất, ổn định cuộc sống. Sau gần 4 tháng, nay vùng đất Hoàng Mai đang hồi sinh. Mặc dù không nhiều, nhưng mỗi người dân Hoàng Mai đều sắm Tết tươm tất từ chính những vườn rau như thế này. Qua những cái năm trước, đó, là cái tinh thần đón Tết nó khác. Và hai nữa là cái về vấn đề năm đi là do cái lũ lụt đã quá rồi. Nhưng cái tình người và tính chất của con người ta thì rất đầm ấm. Tôi cảm thấy là một là có cái lòng hảo tâm, hai là có sự quan tâm của cấp trên. Thì đến người dân hiện giờ này là bây giờ vẫn có một cái tình ấm áp để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán của cổ truyền của ta. Tình hình là tháo lụt của cái vùng đấy nọ thì nói chung cái xà, nhưng mà riêng gia đình tôi thì đại khái là gây ra cũng thiệt hại rất lớn. Nhưng thực tình như vậy là người nông dân thì phải cố gắng làm tất cả mọi vấn đề, đồng thời nói tóm lại là phải chăn nuôi, phải cố gắng trồng rau trồng màu để lấy tiền thu nhập để bao vào Tết. Mới được chia tách từ huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai non trẻ đã phải hứng chịu trận lũ lịch sử. Khoảng 835 tỷ đồng là con số thiệt hại do cơn lũ lịch sử gây nên cho thị xã Hoàng Mai. Sau lũ, cùng với sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội, Hoàng Mai đã phát huy nội lực, bắt tay vào giúp dân ổn định cuộc sống, nhất là việc khôi phục sản xuất được triển khai tích cực. Nhờ vậy đến nay sau 4 tháng, tất cả các hộ dân trên địa bàn đều đã có thu nhập từ sản xuất chăn nuôi. Thêm vào đó, trong dịp Tết, nhiều người dân Hoàng Mai tiếp tục được đón nhận sự hỗ trợ của toàn xã hội. Tôi nghĩ là mặc dù còn nhiều khó khăn, thế nhưng mà với cái sự quan tâm của toàn xã hội và cái sự nỗ lực của đồng bào với tinh thần là tương thân tương trợ lẫn nhau, thì tôi nghĩ rằng là còn nhiều khó khăn, thế nhưng mà cũng đã có sẽ có được một cái Tết là ấm cúng, nghĩa tình. Quỳnh Vinh là một trong những xã bị ảnh hưởng lớn của đợt lũ lịch sử hồi tháng 10 năm 2013. Nhiều ngôi nhà bị chìm đến nóc. Trong và sau lũ lụt, người dân xã Quỳnh Vinh đã được cộng đồng quan tâm sẻ chia. Đã có hàng trăm tổ chức cá nhân trực tiếp gửi tiền và hàng cứu trợ cho người dân ở đây. Chính sự quan tâm của cộng đồng và sự nỗ lực vượt khó của toàn dân, nên hầu hết các hộ dân trong xã đều không bị thiếu đói trong dịp Tết. Người dân thấy là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì là một cái Tết là tuy là bão lụt nhưng mà dân vẫn yên tâm ăn Tết. Mùa xuân mới đã về, ngay trong những thửa vườn từng bị lũ nhấn chìm. Hôm nay những cành đào bắt đầu thay áo mới. Không riêng gì đào mà cây cối ở đây đang đâm chồi nảy lộc chào đón mùa xuân.